Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Đã từ rất lâu rồi anh em không còn thấy Tuấnaxe solo squad ở trong cái map săn hốc nữa rồi đúng không? Đấy, thì ngày xưa cũng tại anh em, cũng một phần tại anh em bảo là suốt ngày mình bắn ở map săn hốc anh em chán quá. Đấy, hôm nay quyết định của tôi là sẽ quay trở lại map săn hốc và săn phẳng cái map săn hốc này. Rồi, địa điểm nhảy của mình hôm nay sẽ là khu vực Rui anh em ạ. Ái à, có một team nhảy xuống cùng với mình này. Nhưng mà có thể là còn bị lắc dù nữa, vì vậy là sẽ có nhiều hơn một team đấy. Cứ cẩn thận. Rồi, hôm nay nhảy xuống không có súng. Ôi trời ơi. Bắn tuyệt là chết rồi. Bắn ở trong đây là phải đảo nhiều vào. Trời ơi, may quả đấy mình lép kịp vào tường anh em ạ. Nào. Ơ. Sao tự nhiên lại có thanh niên AFK ở đây thế này? AFK là phải chết thôi. Có tiếng. À, mung lung. Nào. Trời ơi. Một tình huống đẩy ngu. Bên trái có người. Đến đây làm. À, chồn lùi đến cứu bạn anh em ạ. Thôi, thế là chồn bốc hơi luôn. Có tiếng ở viền. Như vậy là ở đây có hai team lận anh em ạ. Mình đã gọt đủ một team luôn rồi đấy anh em. Đủ bốn người luôn. Đó. Trận này mình sẽ bắn combo. Tí nữa mình sẽ đi tìm khẩu M16. Mình sẽ bắn combo Groza. À quên. Khẩu gì nhỉ? Barrel kèm với cả M16 anh em ạ. Đây rồi, tiến chân ở khắp mọi nơi. Everywhere. Đây, ngay ở dưới chân mình không có cái lỗ nào để đục vào anh em ạ. Để có mỗi cái cửa sổ này phi vào nó bắn chết. Combat ở Rui là không có bậy được. Đây có. Ui. Vào đây. Vào đây. Hình như là boss anh em ạ, chỉ là một con boss thôi. Nó vẫn đang lang thang ở dưới chân mình. Từ từ mình bắn cái lỗ này nhìn xuyên được. Đó. Lên đây. Á đù, ở dưới hầm cơ à. Rồi. Á đù, ngoài kia còn có một thanh niên nữa. Á đệt trả lụ OKS mạng ạ. Vãi cả trưởng. Rồi, như vậy là một thằng ở chuông với một thằng ở trong nhà. Ok. Bắt được vị trí các bạn rồi nhá. Các bạn cứ cẩn thận với tôi đấy. Thằng kia nó cứ lục cục ở đấy, nó thủ thôi anh em ạ. Mà thủ ở đấy thì khó công lắm. Thủ ở đấy là các bạn linh tinh mà công ẩu cái là chết ngay. À, hình như nó trồi lên. Đúng rồi, tiếng này tiếng tầng 2. À đủ, định đèo. Úi dồi ôi, gần chết luôn kìa. Cú thế nhở. Nào. Rồi, cái tiếng này là lại chui xuống hầm rồi. Bạn thích chui hầm đúng không? À, bật lắp Tiger trúng ngay future. Úi giời ơi, mất máu chưa? Xuống luôn này. Úi giời ơi. May mà ăn. Úi giời ơi. May mà bán đấy sóc tuyệt đấy anh em ạ. Chứ sóc quả đấy sóc chuẩn hơn một chút xíu nữa là về với cả ông bà ông vải rồi. Tiếng sóc đấy là tiếng sóc của khẩu 686 mà tại sao lại sóc có đúng một viên ta? Phải thòm chứ. Trời ơi, đằng nào cũng thế. Viên sau là không bao giờ sửa sai được, cho nên là tốt nhất là cứ nhả luôn hai viên cho nó được việc. Lại còn nhả một viên, pha đấy bạn nhả hai viên là mình chết chắc rồi. Rất tiếc là bạn nhả có một viên. Như vậy là còn một thanh niên bắn cái khẩu AK Silent ở ngoài nữa, ở ngoài cái chuông nữa. Đây, vào rồi. Ui, có hai tiếng chân lận. 2-1. Lâm Baby này. Đồng đội của Lâm Baby đâu? Đảo. À. Thì ra là bạn muốn ăn lửa. Nào. Thòi ra bên trái là. Từ mình đáp một quả bom dụng. Đệt. Ui. Cuối cùng thì bạn cũng thò ra rồi Lâm ơi. Cùng một tên chơi với nhau này. Cùng một tên chơi với nhau này. Một ông thì Nguyễn Lâm, một ông thì Lâm Baby. Rồi. Cụ đi chân lạnh toát nhá.
Có cả cái ống Silent lắp lên M16 thì người ta gọi là siêu phẩm rồi anh em ạ. Siêu phẩm. Cái đệt. Wow, thanh niên có AK băng. À quên, anh thanh niên có M4 băng nhầm. M4 băng có cái hiệu ứng hit body. Bình tĩnh. Thanh niên Trung Quốc này. Quái vật săn hốc đây mà lại dám gọi là bắn quái vật à? Trêu quái vật là chết rồi. Không nhìn được chân nhở? Đây. Mẹ, căn nhà này nó lại còn lửa vời nữa anh em ạ. Ui, nó vào nhà. Này, ra đây. Ui, chạy ra luôn ạ. Đúng không? Liều lĩnh. Vào đây. Nguy hiểm thế nhở? Nó cứ liên tục ấy, nó cứ bị kiểu liên tục anh em ạ. Ui dồi ôi, hóa ra chỉ là một con bot để làm tôi hú hồn con trồn. Cái lúc mình bắn còn một thanh niên nữa. Bắn ở phía trên này này. Đó, cái hướng E này này. Đây, phải cẩn thận. Đây rồi. Nhờn này. Nào đồng đội của bạn đâu, gọi ra đây. Thơm quá anh em ạ. Tự nhiên có bạn vác xác đến. Tôi nghĩ là phải còn hai ông nữa. Vẫn nốc như vậy. Team người Việt luôn. Á đù. Ui, một phát táp QBU luôn anh em ạ. Vãi nồi. Đây rồi. Nhìn như một con bot luôn anh em ơi. Không giống con người tí nào luôn á. Liệu có hết chưa ta? Mình vẫn đang me me. Mình vẫn đang sợ cái khu vực phía ở trên kia kìa. Có người. Từ từ. Cứ check thật kỹ ra anh em. Cẩn tắc thì vô ấy nấy. Nhỡ đâu làm cái đục cái là chết dở đấy. Nào, có người ở trên đấy thì bắn tôi đi. Thôi có khi mình làm loang nước xong mình đi thôi anh em ạ. Đi thôi. Quái lạ nhở. Vừa thấy à, đệt trả lụa đây rồi. Các bạn đây rồi. Thôi. Úi giời ơi, tuyệt vời ông mặt rời nhá. Thấy hai thanh niên luôn. Đây rồi, thanh niên quần trắng này. Và một thanh niên hình như đi vào trong nhà đúng không ta. Từ từ, cứ bình tĩnh đã. Để bắt hết vị trí đã anh em ạ. Squat mà. Bây giờ mà bắn bố láo cái là chết ngay. Đây rồi. Một viên vào đầu. Úi giời ơi. Tuấn ơi, táp thế này thì mất hết. Thôi. Đi xuống nhanh. Đi xuống khu nhà nhanh để còn có backup mà câu kéo. Chứ đứng ở trên đây thì tí nữa bốn thằng nó xả lên thì có mà rời đỡ. Rồi, một thằng ở hòn đá này thì chắc chắn là nó sẽ đứng lại, nó hưu máu này. Nó đang nhìn vào một cái team nào đó anh em ạ. Mà mình không biết là nó đang nhìn vào ai. Cái cửa này che được cho mình này. Tiến lên luôn. Á đù, đây rồi. Chắc chắn sau hòn đá này rồi. Bắn chết địch. Á đù, chạy. Giờ còn lom khom dưới núi tiều vài chú. Ồ, có tiếng chân. Đây rồi. Úi giời ơi, nó lại là nhẹ nhàng quá. Có tiếng chân. Chắc chắn ở sau cái cây này. Để mình đáp cho bạn cái quả bom nhá. Nào. Fire in the hole. Ui. Vãi nổi. Thế thì không công được. Lấy xe té luôn. Đó. Tôi để lại. Không nên chơi ngu anh em ạ. Đẩy ngu quả này có khi lại còn lọt vào giữa hai team là toang đấy. Cứ bình tĩnh. Đi vào bo rồi mình sẽ vòng lại để bắn các bạn đi sau. Cam bo anh em ạ. Không có ngu gì bằng pha đẩy đấy. Bởi vì là thứ nhất là team đấy vẫn còn đang bắn với một team nữa. Mà mình nghĩ là nếu mà mình đẩy ra pha đấy, một là chọi một, hai là sẽ chọi hai, mà lại có một thằng ốp nó bắn mình nữa, thì suy ra là chúng ta tốt nhất là trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Cứ chuồn trước đã rồi tính sau. Đấy, bây giờ quay lại cam thì có vẻ là dễ không. Đó, các bạn ấy chạy là các bạn húc vào lòng súng mình ngay. Rồi ôi,
Nào, bây giờ chúng ta cùng chờ đợi những pha phi người vào gọi là đường đạn đến từ team địch nào. Nào các bạn phi vào đây. Lướng chín các bạn bằng những viên đạn trong khẩu súng barrel. Nào có ai không? Chạy lên đây giơ tay một phát thôi là tôi tiễn các bạn ra chơi game mới luôn. Ngay và luôn. Như vậy chắc chắn là cái thanh niên mình đốc sau ấy là bạn ấy đã cứu được rồi này. Bây giờ em biết vì sao Hưng Ma Mãnh này chết đi. Rồi đồng đội của Hưng Ma Mãnh đâu rồi? Đảo tiếp anh em ạ. Bắn ở cái map săn hốc này ấy, muốn sống dai thì phải đảo vị trí liên tục. Không đảo là toang đấy. Quái nhỉ? Còn mấy người ở bo cuối mà bọn này hình như nó thằn lằn hết rồi hay sao á? Không thấy một ai luôn. Á đủ. Rồi thấy một thanh niên chạy từ nhà vệ sinh ra rồi nhá. Rồi như vậy là có thông tin một thanh niên này chạy nhà vệ sinh ra này. Nhưng mà góc này mình chạy lên là mình bị bắn SML luôn. Mới có thông tin của một thanh niên thôi, còn hai thanh niên nữa. Cứ từ từ đã anh em. Có khi nào ba thằng này lại cùng một team không nhở? Thế thì toang quá. Mong là không phải anh em ạ. Chứ ba thằng cùng một team xong lại còn thằn lằn nữa thì chết kìa rồi. Ui bắn nhau rồi. Ui cơ hội. Ui cái thanh niên này bị mình nốc này. Nhanh. Bò ra đây gọi là. Ui thanh niên. Wow Storm. Người Việt kìa. Chắc chắn là ở sau mấy hòn đá kia rồi. Thôi tôi đứng ở đây tôi chặn bò thì bạn ấy chết chắc với mình rồi anh em ạ. Không đỡ được đâu. Trời ơi đỡ làm sao được. Chắc chắn là bạn đang ở sau mấy hòn đá. Rồi. Vẫn chưa chạy à? À đủ. Mẹ. Lì vậy. Chạy đi bạn ơi. Ô chạy rồi à? Ô chạy từ bao giờ đấy? Đây rồi tiếng chân đây rồi. Đây rồi. Chết. Rồi ôi. Quá ngon luôn. Bạn ấy định đẩy trái anh em ạ. Nhưng mà rất tiếc. Bạn đã bị lộ phút rồi. Ok như vậy là mình đã hoàn thành trận đấu solo squad ở cái map săn hốc rồi. Lâu lắm rồi mới quay trở lại cái map săn hốc để làm một trận đấu solo squad cho anh em coi. Nếu các bạn thấy thích những cái clip mà mình chơi ở cái map săn hốc như thế này, đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm những video clip tiếp theo cho anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo của Tuấn HC. Bye bye.